quyển sổ như ý. Ừ, chào Suka, hiện chiều gặp lại. Chào nhé. Nobita, cho tớ hỏi. Cậu bảo sao? Ngày nào Suka cũng đến kèm cậu học bài à? Đúng vậy, học chung với Suka rất thích, vì cô ấy giảng bài dễ hiểu, nhớ lâu. Cậu có nghe nó nói gì không? Tớ muốn học chung với Suka. Đúng, tớ muốn được Suka kèm cặp. Suka, chiều nay ghé tớ đi. Đừng nghe nó Suka, đến nhà tớ học vui hơn nhiều hích hích, tức quá đi thôi. Saka nhận lời bọn chúng rồi. Uổng công mình năn nỉ bấy lâu. Hu hu. Nhưng Suka đã hẹn trước với cậu, thì phải đến đây chứ. Sao lại? Cậu đâu có biết chúng nó dụ Saka ngon ngọt lắm. Chán quá, không thèm làm bài, học bài nữa. Cậu có cái gì vậy? Cậu có ước muốn gì cứ ghi vào sổ, sẽ tọa nguyện ngay tức khắc. Cậu nói thật chứ, ư tớ biểu diễn cho mà xem. Ví dụ như, bố đang mua bánh rán cho tụi mình tại cửa hàng ha ha làm gì có chuyện đó bố đang ở cơ quan cơ mà này các con bánh rán sao lại như thế được lúc nãy tôi được về sớm vì ở cơ quan đột ngột mất điện về qua phố lại gặp anh bạn cũ ngày xưa bây giờ anh ta là chủ một tiệm bánh tiện thể tôi mua ít bánh rán cho con hay quá cho tớ mượn đi suka đến học chung với nobita tại nhà nobita có suka gọi kìa Alo, Suka đấy à? Tớ đã hứa thì phải giữ lời với cậu chứ. Hẹn cậu 3 giờ chiều nay. Ha ha, hai DUA kia bị Suka cho leo cây rồi. Cậu tin chưa? Điều gì viết vào đây đều trở thành sự thật chứ? Tất nhiên. Ê, cậu viết gì đấy? Cho tớ xem với nào. dojemon và mẹ nhảy múa trên bàn ăn. Hả? Cậu bắt tớ nhảy múa hả? Lại còn kéo cả mẹ vào trò chơi này nữa. Thật là quá quát. Biết sao bây giờ? Tớ lỡ viết rồi còn đâu. Đồ sỏ lá, ê đừng giận tớ mà. Mẹ mở nhạc, có tiếng mẹ hát nữa. Trời ơi, con chuột. Chát chát bùm. Ha ha, cậu nhảy đầm hay quá xá, ư ừ, cái đồ sỏ lá. Hay lắm, mình đi tìm Trai En, Seiko. Muốn tụi nó bị thầy giáo mắng, chỉ cần viết mấy dòng vào đây. Sao Suka trễ thế nhỉ, hay là cô ấy ốm? Ta tới nhà nó hỏi xem. Trai En và Seiko bị thầy mắng ngay bây giờ về tội vô lễ ối xui quá bụi bay vào mắt tớ rồi tớ cũng bị đằng kia có cánh cửa gương các em làm trò gì thế hả thật là vô lễ dám trêu chọc cả thầy giáo không thầy hiểu lầm rồi ạ à. hu hu suka ủa cậu không ở nhà đợi tớ sao tớ muốn cậu coi cái này hay lắm sao quyển sổ như ý à rất thần kỳ cậu ạ à. hiện giờ suka đang có ước muốn gì hãy nói ra tớ sẽ viết vào đây ừ để tớ nghĩ xem Tớ thèm được nói chuyện với chị Tani, nghệ sĩ múa ba lê Được thôi. Suka muốn nói chuyện với nghệ sĩ ballet Tani. Này đừng có đánh lừa tớ đấy. Chờ xem, tớ không khoác lác đầu. Không biết có được không? Chuyện này khó mà xảy ra được. Mẹ ơi, nãy giờ có nghệ sĩ nào tới đây không ạ? À? Mẹ có chắc không? Alo, hả? Chị là nghệ sĩ Tani ư? Dạ, em là khán giả rất ái mộ chị. Em chưa bỏ sót buổi diễn nào của chị. Dạ không có chi. Em chào chị ạ. À. Chị ấy tình cờ gọi nhầm số, không thể nào tin nổi. Thế là tớ đã thỏa lòng mong ước bấy lâu nay, cậu tin tớ chưa? Aha, sao ta không lợi dụng dịp này nhỉ? Đây là cơ hội tốt nhất mà. Nobita được Suka nựng vào mặt ngay bây giờ. Cậu viết gì thế, ơ ờ tớ có viết gì đâu. Ủa cây bút của tớ bị nghẹt mực rồi. Phụt. Kem chống rét. Nobita ơi, ra sân chơi bóng đi, nhanh lên, nhanh lên chờ tớ một lát ơ ờ, sao cậu ăn mặt kín mít thế trời đang trở lạnh tớ phải mặc thế này mới đủ ấm trời ạ à, túi trường nước nóng nobita ấm đầu rồi các cậu ơi cậu quá cẩn thận đấy nobita trời chỉ mát thôi mà xem này tớ chỉ mặc thêm một áo thun bên trong còn tớ vẫn như mọi ngày không mặc thêm gì cả không ngờ nobita yếu như sen ấy hi hi thôi đừng rủ dê kẻo nó ngã bệnh thì khốn hu hu nhục nhã quá Dogemon ơi, hu hu. Mèo ú, cậu làm sao thế? Hích hích, tớ lạnh quá chứ có làm sao đâu, có chuyện gì gấp gáp không? Cái gì, đứa nào dám nói với cậu như thế? Seiko, Chai En và cả Suka nữa. Chúng nó còn bảo sẽ vặt dâu cậu cho biết mặt đấy, gư quá lắm rồi, không thể nhịn được nữa. Được rồi, tớ sẽ giúp cậu chơi lại tụi nó. Kem xoa chống rét. Cậu hãy bôi một lớp mỏng lên mặt rồi sẽ thấy. Ơ trong người tớ khó chịu thế nào ấy, cậu thử đắp mền kia xem. Oái. Trời ơi, lạnh quá, giống như chui vào tủ đá vậy. Kem xoa mặt này có tác dụng rất đặc biệt, khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng, cậu sẽ thấy lạnh băng và ngược lại, cậu sẽ cảm thấy nóng rực. Để chứng minh, tớ mở cửa sổ cho gió lạnh tràn vào phòng. Ôi ấm áp làm sao. Có thể cởi quần áo ra được rồi. Lạ thật, càng cởi ra càng thấy ấm. Đã bảo đây là kem xoa thần diệu mà, hi hi ta ra đường nào cho bọn trai en biết mặt nobita con điên hay sao mà đòi ra ngoài ấy cúc cu cú xin chào trời nóng mà sao các cậu ăn mặc kín mít thế oái nhìn kìa nobita cậu không lạnh ư rõ ràng lúc nãy cậu cậu sẽ chết cóng đấy nobita trời này mà cởi trần làm sao chịu nổi không sao đâu tớ khỏe lắm mà chứ đâu yếu như các cậu yếu như ốc sên hả à, bọn tớ mà yếu ấy à hãy đợi đấy xem đây nè. Đừng tưởng chỉ mỗi cậu dám cười trần nhé. Ôi mẹ ơi lạnh quá, ắt gì, không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu có bí quyết gì mà chịu lạnh hay thế, chẳng có bí quyết gì đâu. Đơn giản là vì tớ chăm tập thể dục nên sức đề kháng tốt hơn hẳn các cậu. Ồ, tuyết rơi. Ôi nóng quá, nóng quá, cứu tôi với, cứu tôi, nóng quá. Hai đứa nó làm sao thế, ai biết đâu. Tụi nó đều kêu nóng, đi lấy nước làm nguội mau, phải đấy chai en. Rô ta này. Trời ơi, các cậu định luộc chín bọn tớ hả? Nước nóng làm bỏng ra tớ rồi đây này. Ơ ờ, nước ấy lạnh lắm cơ mà. Không xong rồi, phải về nhà, lấy xà bông lau hết lớp kem trên mặt đi thôi, nếu không tụi mình cháy tiêu mất. Ừ, tiện thể tớ tắm một cái cho đỡ bẩn thiểu. Thấy chưa, mẹ đã bảo mà, hai đứa lạnh cóng rồi hả? Ơ ờ, các con vội tắm ngay à, mẹ chưa pha nước xong. Mới đổ nước sôi vào thôi, A lê hấp. Trời ơi! sao nước lạnh thế này, cái gì? Mẹ ơi, cứu con với, con bị đông thành đá rồi. Cây đèn thần. Sắp bước sang năm mới rồi. Khi trời mát mẻ, mình tha hồ ngủ ngon. Dê mon, cậu đâu rồi? Dê mon, Trời lạnh quá, cậu mở giúp tớ cái máy sưởi. Hừ, có thế mà cũng gọi tớ, cậu không tự làm lấy được ư? Năm mới không cho tớ lười một tí ư? Nhưng ngày thường cậu đã lười quá rồi còn gì? đây cầm lấy cái này, hãy cọ sát nó đi. Kính chào chủ nhân, xin đợi lệnh ngài. Ông thần đèn đấy, đừng sợ. Thần đèn trong cổ tích ư. Đúng thế, ông ta sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu. Cần gì cứ sai ông ấy, tớ đi ngủ đây. Khò khò. Oái. Hãy mở máy sửa cho ông chủ Nobita mau lên. Ơ thế ông không mở được sao? Tôi không biết công tác ở đâu cả, không biết thì phải Nobita chứ. Tôi không muốn làm phiền ông chủ Nobita, thật là biết điều đấy thôi được rồi cho ông lui bước lát cần tôi sẽ gọi chớ đánh thức tớ nữa đấy mình thử một lần nữa xem kính chào ông chủ nhỏ tôi đang đợi lệnh của ngài đợi tôi nghĩ xem cần xe bảo ông cái gì nào nhưng việc khó ông có làm được không bất cứ điều gì ngài ra lệnh dù khó cách mấy tôi cũng làm được tuốt thế ông có làm được bài tập toán lớp ba không sao làm được thật à thế thì hay quá đây làm giúp tớ hai bài toán hôm nay nhé xong ngay ạ à. ngài chờ tôi một lát ơ ờ, ông đi đâu thế lạ thật làm bài tập mà phải bay đi đâu vậy xong rồi ạ à. đúng là xong cả rồi giỏi lắm cho ông lùi bước cần gì xin ngài cứ gọi lúc nào tôi cũng sẵn sàng ha ha từ nay mình tha hồ làm biếng ê thần đèn chơi bài cào không vâng ngài đợi tôi đi kiếm bộ bài hay lắm tiện thể Ông kiếm ít bánh ngon về, ta cùng ăn nhé. Có đây, xin mời ngài. Ông là vị thần dễ thương nhất mà tôi được gặp, cảm ơn ông chủ đã quá khen. Khoan đã, chơi bài hai người thì đâu có vui. Để tôi gọi thêm mèo ú, ông cứ ngồi yên đấy. Ê dậy đi, dậy đi. Hừ, cái đầu mê ngủ. Tạm biệt, có việc gì ngài cứ gọi tôi. Đúng là cây đèn thần, từ nay ta trở thành một ông chủ muốn gì được nấy. Ơ hay là thử xin ông thần đèn một ít tiền tiêu vặt, một vạn yên chẳng hạn. Ôi một vạn yên, không thể tưởng tượng nổi. Không biết ông ta có cho không? Một cần một vạn yên, nhưng nếu ông không có thì thôi nhé. Có mà, ngài chờ tôi một lát, ôi thật tuyệt vời. Ta đi theo rình thử xem, biết đâu ông ta đang giữ cả một kho báu. Cứu tôi với. Nobita, cứu bố với, con ma tấn công bố này, có đưa cho ta một vạn không thì bảo. Dừng lại! ta bảo ông dừng lại ngay nhưng nó chưa đưa cho tôi một vạn lúc nãy tôi nói đùa với ông đấy mà đối với tôi không có lời nói đùa một vạn yên là mệnh lệnh của ông chủ và tôi phải hoàn thành lệnh đó bằng bất cứ giá nào nào có đưa tiền cho ta không ối đau quá đau quá đô dê mòn dậy mau nguy lắm rồi khò khò có chuột kìa oái chuột đâu chuyện là như thế đó nó đòi bố nộp một vạn yên ư cho đùa cụ ấu làm hại bố rồi đấy thấy chưa, tớ biết lỗi rồi mà nhanh lên. Bố năn nỉ nó mãi nó mới tha sau khi đánh bố mấy cái bạt tai, sau đó nó trèo qua cửa sổ ra đường, à, đưa cho ta một vạn mau, dừng lại, dám ngăn công việc của tao à, binh. Đúng rồi, phải đi tìm cây đèn, bấm nút xóa lệnh đi, được rồi may quá, không cho cậu mượn nữa, tớ cũng ngán nó quá rồi, dễ sợ quá, em vừa gặp một con ma thầy ạ. Một con ma rất to đã vào nhà em. Nó dọa nạt và lấy một bộ tú lơ khơ của em. Nó cũng vô nhà tớ lấy đi cả rổ bánh ngọt mẹ tớ vừa làm. Đến thầy còn bị nó ham dọa, bắt phải làm bài tập giúp nó đấy. Nghệ thuật đi cà kheo. Các cậu xem tớ đứng cao chưa này, còn tớ có thể đi lò cò một chân mà không ngã này. Mình thích chơi quá, nhưng lại sợ bị ngã đau, không dám tập. Nhưng xét cho cùng thì cái trò này chơi cũng vô bổ, chẳng ích lợi gì. Này các cậu, tớ có một sáng kiến. Cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi đi cà kheo có thưởng đồng ý không? Hoan hô, sáng kiến hay lắm. Hơ hơ nguy rồi. Nobita, cậu cũng phải tham gia đấy nhé. Ai về nhất tớ không biết chứ Nobita chắc chắn về best rồi. Ừ nó là nhà vô địch cầm đèn đỏ mà. Hi hi. Tụi nó ỉ biết đi cà kheo, chọc gẹo chê bai tớ như thế đấy. Đã vậy cậu đừng thèm dự thi nữa. Nhưng tụi nó ép buộc tớ phải ghi tên tham dự thì cứ ghi tên sau đó bỏ cuộc. Các con sắp thi cà kheo à, rất tốt, đó là một môn thể thao của những người đàn ông can đảm. Bố sẽ làm cho con một bộ cà kheo để luyện tập, ơ ờ nhưng mà. Hồi bằng tuổi con, bố cũng từng đi thi đấy. Buổi đầu mới bước lên cặp cà kheo bố sợ lắm, cứ ngã lên ngã xuống tím bầm mặt mũi, sứt sẹo tay chân. Đến khi biết đi rồi thì sướng mê, suốt ngày không rời cặp cà kheo. Con tập đi và cố giành giải nhất nhé. Cà kheo của bố trông yếu ớt quá không biết có sử dụng được không. Lạ thật, Nobita không hề biết đi cà kheo mà dám ghi tên tham gia cuộc thi này đấy. Xem ra nó rất tự tin, chắc là nhờ được con mèo ú giúp đỡ cái gì đó, một cặp cà kheo thần kỳ chẳng hạn. Hừ, không khéo nó đang nhăm nhe trước vô địch của tớ. Tớ làm gì có loại cà kheo tự động mà cậu đòi. Thì cậu đến thế kỷ tương lai mà mua, thiếu gì. Cậu chẳng biết gì cả, trong tương lai người ta đâu còn chơi cái loại cà kheo bằng tre này nữa không cần loại bằng che đâu, chỉ cần loại tự động là được. Dùng cà kheo tự động tớ mới an tâm không sợ té ngã. Để tớ xem, hình như ở thế kỷ 23 có một loại cà kheo ngựa che thì phải, vậy cậu đi mua cho tớ mau lên. Được, cậu đợi tớ một lát nhé. Ừ ừ. Trời đất, con gì thế này? Đây là ngựa cà kheo Muma, một loài động thực vật lai tạo của thế kỷ 23. Loại cà kheo này rất an toàn nếu biết cách sử dụng tức là phải hiểu tính nết của nó. Để tớ thử xem. Ốp Chân cậu bẩn mà đòi leo lên nên nó bực mình đấy. Tốt nhất là cậu nên đi thay đôi vớ khác. Con mu ma này rất khoái ăn cà rốt. Muốn ra hiệu khởi động, cậu phải hô to oleola. Sao mà rắc rối thế? Oleola. Ê, ê dừng lại. Trời, sen kìa. Ha ha, thích quá. Thế này thì ngày mai mình về nhất là cái chắc. Không, giải nhất phải về tay trai e này, chứ không phải ai khác. Phu tơ rất hài lòng bây giờ cho nó uống nước và nghỉ ngơi đợi ngày mai trổ tài này cây xào phơi quần áo của tôi ông phá ra làm cà kheo cho con giờ lấy gì mà phơi đây bà đừng nóng để tôi tìm cây khác cho a à, đây rồi sao siếc gì mà kỳ cục thế này tôi thấy nó đẹp đấy chứ bục hi hí phi phi binh hi hí trời ơi đúng là cà kheo thần của Nobita rồi số mình sao mà may thế bắt đền bố đấy đó là cây cà kheo của con mà bố đâu có biết tưởng là khúc tre bình thường nó làm bố mẹ u đầu mẻ chán thế này mà con còn tiếc nữa hả hu hu không có nó ngày mai tớ xoay sở làm sao đây đừng buồn nữa không có nó thì cậu vẫn có thể dự thi được với cặp cà kheo gỗ bố làm cho đấy bọn con gái như suka còn dám tập thì lẽ nào cậu chịu thua cố lên ngã vài lần rồi cậu sẽ đi được ngay đúng tớ không chịu thua suka đâu ha ha tớ đi được rồi tớ đi được rồi. Sung sướng quá, Dogemon ơi, hu hu, tớ biết cậu làm được mà. Hi hi, trời ơi, con ngựa mắc toi này ị ra đầy nhà rồi. Ôi, nó còn đã đít tôi nữa này ông ơi, cứu tôi với. Chai en, con có tống con ngựa điên này đi không thì bảo.